Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video hôm trước ấy, thì mình có quay và chia sẻ với các bạn cái quá trình bảo dưỡng cũng như là kiểm tra tổng quát một chiếc Honda SH khi mà nó đã chạy được 9.000 km. Thì bạn nào quan tâm cái video đấy, mình sẽ để đường link ở góc màn hình này nhé. Còn ở trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cái quá trình bảo dưỡng kiểm tra định kỳ chiếc Vision 2022 bản cao cấp khi mà nó đã chạy được 1 năm, 10.000 km, tức là khoảng 1 vạn. Cùng mình bắt đầu video này thôi, để xem chiếc Vision này có những phụ tùng gì cần phải thay thế sau 1 năm sử dụng. Ok, let's go. Thì chiếc Honda Vision bản cao cấp này thì mình cũng kiểm tra tổng quát giống như kiểu là chiếc SH hôm trước thôi. Mình sẽ kiểm tra má phanh trước này, má phanh sau này, buji lọc gió hay là phần côn, dầu máy, dầu lắp và pin chìa khóa vân vân. Tất cả nói chung là kiểm tra tổng thể hết các bạn ạ. Ok, mình đã tháo tung hết ra. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn cái lọc gió này nhá. Cái lọc gió này thì đúng theo cái định kỳ nhà máy ấy, thì nó rơi vào khoảng độ 16 đến 18.000 mới phải thay thế một lần. Tuy nhiên ấy, nếu như các bạn di chuyển xe trong cái môi trường ẩm ướt hoặc là bị ngập nước này, hay là đi trong những môi trường bị bụi bẩn nhiều ấy, thì các bạn cũng đừng có quá cứng nhắc mà thay theo cái định kỳ nhà máy nhá. Ví dụ như cái chiếc này thì mình thấy nó cũng khá là bẩn rồi, và nó trông nó có cái bụi bẩn và nó có nhiều kiểu lông lá nhỉ, nhiều cái vật thể linh tinh ở trong này, thì mình sẽ thay cho thằng em mình. Hầu hết những dòng xe bây giờ thì cái lọc gió nó đã thiết kế là có tẩm dầu bên trong, và cái màng lọc của nó này khá là đặc biệt, vì vậy mà nó không cho vệ sinh như ngày xưa, tức là bẩn thì chúng ta thay thế thôi. Đúng ra thì cái lọc gió này vẫn có thể tận dụng sử dụng được, tuy nhiên thì cái lọc gió nó không đáng bao nhiêu tiền, và cái lọc gió này nó cũng khá là quan trọng trong cái việc lọc khí sạch đưa vào động cơ, vì vậy mà mình sẽ thay cho thằng em mình. Về cái phần lọc gió này thì mình cũng đã làm một video nói riêng về cái lọc gió này rồi, bạn nào quan tâm thì mình để đường link góc màn hình nhé, các bạn có thể click vào đấy để xem thêm. Tiếp theo là buji. Buji và lọc gió là luôn luôn đi một cặp rồi các bạn ạ. Đây là buji mình tháo ra thì các bạn cũng có thể thấy được rằng cái đầu điện cực này nó cũng đã bị mòn phát đi một chút rồi. Các bạn nhìn rõ không? Đấy, cái đầu đánh lửa này nó cũng đã bị mòn đi một chút rồi. Theo đúng cái định kỳ nhà máy ấy, thì cái buji này nó sẽ dao động vào khoảng độ 8 đến 12.000 km thì thay thế định kỳ một lần. Tuy nhiên ấy, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn hoàn toàn có thể thay đúng theo định kỳ của nhà máy. Còn nếu không, mà ví dụ như xe của các bạn đang chạy bình thường và như kiểu xe này của thằng em mình chạy bình thường mà mình hỏi nó là cũng chạy bình thường, thì mình sẽ vệ sinh buji và lắp vào. Về phần côn ấy, thì ở trong cái tầm khoảng độ 10.000 km ấy, thì mình nghĩ là không có cái gì phải thay thế luôn. Tuy rằng ấy thì mình cũng đã làm rất là nhiều video nói về một số cái lỗi của thằng Vision rồi, nhưng mà mình cũng phải công nhận với các bạn một điều là thằng Honda nó làm những cái phụ tùng của nó cũng khá là bền. Đây là dây đai của nó các bạn ạ, và dây đai của thằng Vision thế hệ mới này thì nó làm kiểu thiết kế hai mặt này, các bạn nhìn rõ không? Dây đai hai mặt này thì nhiều anh em cũng chia sẻ rồi, nó sẽ hơi phát ra tiếng ồn một chút thôi, tuy nhiên thì cái tuổi thọ của nó cũng khá là cao. Với theo cái định kỳ nhà máy thì nó rơi vào tầm độ khoảng độ hơn 20.000 km, chính xác là 24.000 km thì mới phải thay thế các bạn ạ. Các chi tiết bên côn này cũng tương tự như vậy, ví dụ như là bộ ba búa côn này hay là các cái phần bi thì nó vẫn chưa có dấu hiệu bị mòn, vẫn là tròn vo các bạn ạ. Chuông côn, đĩa ép hay là các cái chi tiết ở phần côn này thì không có cái gì phải thay thế hết. Và những cái hiện tượng mà đi nó mới ga lên cái ga đầu ấy mà nó rung giật ấy thì nó cũng do một phần ở do bên côn này các bạn ạ. Phần côn này thì chắc chắn là không có gì phải thay thế rồi, và mình sẽ vệ sinh rồi tra dầu mỡ vào những cái vị trí cần thiết rồi lắp lại cho em nó. Cả má phanh trước và má phanh sau mình kiểm tra thì đều chưa phải thay thế các bạn ạ. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách các bạn sử dụng cái phanh. Ví dụ các bạn sử dụng nhiều thì nó mòn nhiều thôi. Hoặc là các bạn những cái phanh đĩa này mà bị đất cát nó kẹt vào má phanh mà chúng ta không vệ sinh thì nó nhanh mòn hơn. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra cái má phanh được. Thì cái hướng dẫn kiểm tra má phanh thì mình cũng để đường link ở góc màn hình này nhé. Về phần dầu của động cơ thì các bạn chú ý là chúng ta chủ động thay thế nhé, theo đúng cái định kỳ. Ví dụ như các bạn thay dầu loại chất lượng tốt thì các bạn có thể lâu thay dầu hơn, nhưng mà cái chất lượng kém thì các bạn nên thay sớm nhé. Trung bình thì các bạn nên thay dầu khoảng độ cỡ 1.500 đến 2.000 km thì chúng ta sẽ thay thế một lần nhé. Còn những cái loại dầu mà nó đắt tiền hơn, nó tốt hơn và chất lượng nó cao hơn, cái số km nó đi nhiều hơn thì mình không nói, mình đang nói những loại dầu phổ thông trung bình thôi. Các bạn ơi, thằng Vision này thì nó làm mát bằng gió nhé, chứ nó không làm mát bằng dung dịch, vì vậy mà các bạn không cần phải kiểm tra cái hệ thống nước làm mát của nó. Có một điểm chú ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn là ở những dòng xe ga này, nó sẽ trang bị thêm một cái hệ thống lắp bánh sau này, cho nên ở phía sau này nó sẽ có cái dầu gọi là dầu lắp hay là dầu hộp số, thì rất là nhiều bạn không biết cái dầu bôi trơn phía sau này. Cái dầu lắp ở phía sau này thì theo đúng định kỳ nhà máy thì rất là lâu chúng ta mới phải thay, khoảng độ 20.000 km hoặc là định kỳ 2 năm thay thế một lần. Tuy nhiên thì các bạn không nên thay theo cái định kỳ nhà máy nhé, chúng ta nên kiểm tra khoảng độ 6.000 km thì chúng ta kiểm tra một lần. Hoặc ví dụ như trong trường hợp các bạn đi ngập nước, xe của các bạn bị ngập nước, bánh sau nó ngập thì các bạn cần phải kiểm tra và thay thế. Theo như anh em hay truyền nhau, tai nhau thì chúng ta cứ, nếu chúng ta không nhớ thì khoảng độ 3 lần hoặc là 2 lần thay dầu động cơ, tức là dầu nhớt máy, thì một lần chúng ta thay dầu lắp này.
cái dầu lắp này tuy nó ít thôi nhưng nó rất là quan trọng các bạn ạ. Nó sẽ chịu trách nhiệm bôi trơn cái bộ hộp số bánh răng phía sau này này các bạn ạ. Và cái chi phí của nó thì rất là rẻ thôi, chỉ có mấy chục ngàn thôi. Vì vậy mà các bạn chú ý đừng có tiếc tiền cái dầu lắp này nhé. Với những dòng xe trang bị khóa thông minh Smart Key này thì các bạn cũng cần chú ý ở trong này nó sẽ sử dụng pin, và nếu như pin nó yếu nó sẽ báo ở trên mặt đồng hồ này rất là hay các bạn ạ. Mình đã làm video riêng rồi. Đấy, thì các bạn nếu như pin nó yếu nó sẽ báo 5 nháy ở trên màn hình đồng hồ nha. Cái pin chìa khóa này thì nó cũng rất là rẻ thôi, và nó cũng cái tốc độ hết pin của nó thì cũng sẽ phụ thuộc vào cái các bạn sử dụng nhiều hay sử dụng ít các bạn ạ. Nhưng bình thường nó sẽ trung bình nó rơi khoảng độ 5, hơn 1 năm, có những xe ít thì nó rơi vào 2 năm. Có một cái nữa mà mình kiểm tra thấy cái hệ thống phanh thủy lực ấy, tức là phanh phía trước, phanh đĩa, mình thấy là cảm giác là cái bóp cái piston phanh bên trong này nó cứ bị gợn và nó kiểu dạng nó không được mượt mà, nó không được êm ấy. Đây các bạn có thể nghe này. Đấy các bạn thấy cái tiếng tẹt 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 không? Thì nó không phải do cái này nó khô dầu khô mỡ đâu, mà nó do cái piston ở bên trong này này các bạn này. Đấy thì cái đấy thì các bạn nhìn này, đúng ra bóp phanh nó phải tạch tạch nhảy đúng không? Đấy nó phải nhẹ như thế, nhưng mà khi mà mình bóp lực nó mạnh hơn ấy thì các bạn thấy này, đấy nó không được mượt mà. Đấy nó cứ có cái gợn gợn ấy, nó cứ gợn gợn theo từng nấc này các bạn này. Đấy mình bóp đều tay mà nó cứ gợn gợn nhảy thì như thế này thì bóp phanh đĩa nó rất là nguy hiểm các bạn. Đúng ra chúng ta bóp này thì nó phải ăn, nhưng mà ví dụ các bạn bóp nhảy nó không ăn, xong chúng ta bóp mạnh hơn cái thì nó lại bị mắc cái nó như kiểu mắc ấy, xong các bạn bóp như thế này thì nó sẽ bó phanh thì nó rất là nguy hiểm. Thì cái trường hợp như này thì nó sẽ có hai cách. Một là mình sẽ vệ sinh cái piston ở bên trong này đi, rồi sau đó chúng ta thay dầu phanh. Về cái dầu phanh này thì nó cũng rất là lâu mới phải thay, khoảng độ 20.000 km hoặc là 2 năm mới phải thay. Tuy nhiên ấy thì nếu như mình tháo ra mình vệ sinh cái piston này để cho nó nhẹ nhàng mượt mà thì mình sẽ thay dầu phanh, vì cái dầu phanh này nó sẽ không cho đổ dầu phanh cũ với dầu phanh mới chung với nhau các bạn ạ. Cách thứ hai thì chúng ta có thể thay luôn cái piston này đi. Nếu như để đảm bảo an toàn thì mình vẫn khuyên các bạn là thay piston mới và dầu phanh mới để bóp phanh cho nó nhẹ nhàng, mượt mà và an toàn cho các bạn. Về cái hệ thống đèn còi xi nhan ấy thì mình cũng khuyên các bạn là thi thoảng các bạn cũng có thể tự kiểm tra được nhá, để chúng ta kiểm tra xem là đèn còi này, xi nhan này nó có hoạt động hết không. Thì nhiều khi là chuột nó cắn ấy thì các bạn ở những cái phần phía sau này các bạn lại không để ý ấy, cho nên là xi nhan sang đường ấy thì nó sẽ nguy hiểm cho các bạn đấy. Ok, thế thôi, giờ mình sẽ lấy mấy phụ tùng mới cho các bạn xem nhé. Thằng em mình đi ngã gãy cả cái tay phanh ở đây, sau mình thay cho nó luôn. Ok, đây là vài cái phụ tùng mà mình vừa mang ra cho các bạn xem. Đầu tiên là có dầu máy này, khoảng độ 100.000 này. Dầu nắp khoảng độ 40.000 này. Pin chìa khóa này, khoảng độ 40.000 này. Dầu phanh này, 50.000 này. Cái piston phanh trên lúc mình bảo các bạn nó bóp nó két két ấy, khoảng độ 100.000 nữa này. Cái lọc gió 100.000. Cái tính luôn cả cái tay phanh mà nó bị gãy nhá, khoảng 80. Nhầm sơ qua thì khoảng xấp xỉ 500, hơn 500 một tí các bạn ạ. Đấy là mình tính cả luôn cả cái tay phanh ấy. Còn nếu như bình thường các bạn thay dầu ấy, thay cái tay phanh nó không bị gãy thì khéo các bạn thay nhanh quanh chỉ được có 200.000 thôi. Thực ra như mình nói thật với các bạn là cái lọc gió kia thì hoàn toàn có thể tận dụng lại được nhá, nhưng mà thằng em mình nó cẩn thận và mình thấy là cái đấy cũng cần thiết nên là mình thay luôn cho nó, chứ không nhiều khi anh em bảo là cái gì cũng đè ra thay. Giờ thì mình sẽ vệ sinh côn cũng như là thay thế những cái phụ tùng này nhá. Một cái nhược điểm của bọn Vision 2022 đó là cái đầu khi mà đi nó rất bị kêu, bị rung nữa. Thì năm 2023 nó đã khắc phục rồi, hiện tại thì mình chưa thấy con 2023 nó bị kêu và bị rung cả. Có một cái các bạn cần chú ý là khi bảo dưỡng ấy thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại cái tốc độ cầm chừng nữa, tức là tốc độ guarantee đấy. Vì khi một thời gian sử dụng rồi những cái vít gió nó bị bẩn ấy, với cả chúng ta lọc gió nó bẩn ấy, khi chúng ta thay thế với vệ sinh thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái tốc độ cầm chừng. Tất nhiên nhiều bác thợ thì cũng có kinh nghiệm, chỉ cần nghe là biết rồi. Nhưng nếu như mà có máy để chúng ta hiển thị cái tốc độ vòng quay, tốc độ cầm chừng ấy thì nó kiểm tra nó sẽ chính xác và dễ dàng hơn. Ok, xe đã bảo dưỡng xong, giờ thì còn mỗi rửa xe rồi mang xe về cho em nó thôi. Các bạn có câu hỏi hay góp ý nào với mình thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video sau.